Thiên Tài Radio mến chào các bạn. Sau đây là bản tin của ngày thứ 6, ngày 3 tháng 6 năm 2022. Trời đất ơi, nhanh quá ha, mới đây mà đã thứ 6 cuối tuần rồi. Nói chứ quay qua quay lại thấy nó nhanh quá. Nhưng mà cũng vui, tại vì với những ai mà thấy một tuần nó qua quá nhanh, nó có nghĩa là mình làm việc nhiều quá, mình có nhiều việc để làm. Chàng ốc già cũng mong là các bạn cũng vậy nha. Khi mà mình có nhiều việc để mà làm đó, khi mà mình thấy thời gian nó trôi qua nhanh đó, thì mình thấy mình cũng lo đúng không? Thấy mình lớn, mình già đi nhanh, nhưng mà thật ra thì đó đấy, cái tín hiệu rất là tốt. Mình làm được nhiều việc hơn, mình có nhiều cái trải nghiệm hơn. Úi trời ơi, tự nhiên không cái tâm sự à. Rồi bây giờ mình chuyển sang cái phần tin trong nước trước nha các bạn. Tin trong nước đầu tiên đó chính là cái khó khăn của các nhà đầu tư điện mặt trời ở các tỉnh phía Nam. Vừa rồi thì đấy, các nhà đầu tư điện mặt trời sau mấy cái nhà đầu tư điện gió gặp khó khăn đó, thì bây giờ tới các nhà đầu tư điện mặt trời đồng loạt là kêu cứu lên chính phủ ha. Bởi vì sao? Bởi vì họ đang mua bán điện theo hợp đồng đã ký kết với các cái công ty điện lực địa phương đó, thì đồng một cái là từ tháng 3 năm nay ngành điện không thanh toán cái tiền mua điện nữa và đẩy họ vào cái tình huống khó khăn. Cái này thì rõ ràng là khó khăn, bởi vì sao? Thường là mình đầu tư, và đặc biệt là những cái lĩnh vực mà có cái dòng tiền nó ổn định thì nó rất là quan trọng. Bây giờ nó bị xáo trộn như vậy thì rất là khó. Và lý do tạm ngưng thanh toán đó là do cái yêu cầu nhà đầu tư phải cung cấp cái gọi là hồ sơ an toàn công trình xây dựng và hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Cái này thì là thực hiện theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, EVN. Tuy nhiên cái này thấy nó cũng hơi lạ, là tại sao khi mà ký hợp đồng mua điện với nhà đầu tư rồi mà lúc đó các cái quy trình thẩm định, các cái giấy tờ lúc đó không có kiểm tra, không có gọi là thông qua trước hết, mà đến bây giờ thì giữa chừng thì lại yêu cầu bổ sung các cái loại giấy phép như thế này. Thì thường thì đấy là cái vấn nạn ở Việt Nam của mình, đó là rất là nhiều các cái giấy phép con, làm khó khăn người dân và doanh nghiệp. Thì riêng về cái thị trường điện này đó, thì nó có một cái yếu tố là Việt Nam mình đang phấn đấu, đang cố gắng để mà có một cái thị trường gọi là điện bán lẻ cạnh tranh, thì cái này đã có một cái lộ trình của chính phủ rồi. Tuy nhiên cái lộ trình mà thị trường điện cạnh tranh nó phải nhìn ở cả hai góc độ cơ. Có nghĩa là không chỉ là cạnh tranh ở bên phía bán, có nghĩa là mình có nhiều cái nhà sản xuất điện ha, cạnh tranh bán, nhưng mà dẫn đến đến lúc mà cạnh tranh đó, nó còn phải là cạnh tranh từ mua nữa. Chứ bây giờ nhiều người bán mà có một người mua thì cũng thua. Như vậy nó là cái thị trường vẫn còn nằm ở cái thị trường độc quyền. Cho nên là trong kinh tế học đó, nó có gọi là, thường thì người ta hay nói độc quyền là ở góc độ là độc quyền bán, nhưng mà nó còn có một cái góc độ nữa là độc quyền mua. Đấy, nếu mà nhiều người bán mà chỉ có một người mua thì là cái người mua người ta cũng có thể gây khó dễ, và người ta có thể chèn ép giá và có thể xác định được cái giá mua bán trên thị trường. Một cái thông tin tiếp theo đó chính là tiếp tục về cái thị trường trái phiếu, đặc biệt là cái trái phiếu doanh nghiệp ha, thì theo thông tin theo số liệu từ Bộ Tài chính đó, trong năm 2021 thì là chỉ riêng 20 cái doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp thôi thì đã có tổng cái dư nợ phát hành rất là lớn rồi ha. Riêng các doanh nghiệp bất động sản không thì cũng đã hơn là 100.000 tỷ đồng rồi. Còn đối với toàn bộ cái lượng mà trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam năm 2021 đó là 639.000 tỷ đồng, và cái năm 2021 này tăng 38,8% so với năm 2020. Thì cái này là có một cái thời gian trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam mình nó bùng nổ. Đương nhiên rồi, các cái công cụ tài chính, các cái công cụ nói chung thì nó tốt, nó có cái mục đích sử dụng của nó. Tuy nhiên cái việc mà sử dụng không đúng, hoặc là nói nôm na là đấy, sử dụng không đúng mục đích cái công cụ đó thì nhiều khi nó có những cái tác hại rất là lớn. Và cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam của mình thì cần phải nói chung là đấy, phải giám sát chặt hơn ha, đặc biệt là trong cái việc mà xếp hạng tín nhiệm các cái loại trái phiếu để mà phân biệt được cho nhà đầu tư được biết, rồi những cái trái phiếu nào là phát hành riêng lẻ, những cái trái phiếu nào thì phát hành cho công chúng. Ngoài ra thì cái việc mà kiểm tra các cái mục đích sử dụng của các cái loại trái phiếu này
cũng như là cái khả năng trả nợ của các doanh nghiệp phát hành. Một cái thông tin tiếp theo đó là cái thị trường gọi là thị trường đầu tư hạ tầng dịch vụ hậu cần logistics ha, thì đấy cùng với cái sự phát triển của thương mại điện tử đó thì cái nhu cầu nhà xưởng, cái nhu cầu nhà kho đó rất là lớn, đặc biệt là những cái trung tâm kinh tế lớn chẳng hạn như quanh Hà Nội, quanh thành phố Hồ Chí Minh, thì đấy là cái nhu cầu về về nhà về về nhà kho kho xưởng nhà kho nó rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì đấy, cái thương mại điện tử nó là một cái quan trọng của cái nền kinh tế số, và ở ngay như các nước cũng vậy thôi, cái nhu cầu cái nhà kho đó rất là lớn ha. Chẳng hạn như Việt Nam của mình ở cái nền kinh tế internet của mình theo một cái nghiên cứu và tổng hợp cho thấy rằng là cái tăng trưởng năm 2021 nó là 31%. Đấy, rồi cái bán lẻ trực tuyến là nó tăng 53% và quy mô nó hiện nay là khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Thì các bạn thấy rằng là và cứ mỗi năm nó tăng hai con số đó, 20, 30%, 40%, thì chỉ còn trong 5 năm thì nó quy mô nó tăng lớn lên cỡ nào. Một cái thông tin tiếp theo về cái kinh tế trong nước đó là đấy, hôm qua giờ đó thì nhiều người bàn tán về cái giá xăng ở Malaysia rồi giá xăng ở Việt Nam. Thì khi mà nói đến giá xăng đó thì đắt hay rẻ đó thì mình phải so sánh cái bối cảnh của từng nước khác nhau. Đừng có nói rằng là cái một lít xăng ở Việt Nam mình giá là chẳng hạn như 30.000, rồi một cái lít xăng ở Ả Rập Xê Út nó chỉ có 3.000, hay là một cái giá xăng ở Mỹ nó có 10.000. Đắt hay rẻ thì mình phải so sánh đến cái thu nhập ha, cái thu nhập bình quân, và quan trọng hơn nữa là cái chi tiêu cho cái đó nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng cái thu nhập. Chính vì vậy mà để mà so sánh các cái nền kinh tế khác nhau đó, người ta dùng cái phương pháp là PPP, nghĩa là phương pháp ngang giá sức mua để quy đổi ra cái khả năng mua của cái người dân ở một cái nền kinh tế nào đó. Ngoài cái chuyện là cái nguồn cái chi tiêu cho cái đó nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, ví dụ như là bây giờ mình phải tính là cái tiền xăng đó, tiền đi lại đó, nó chiếm trong cái hộ gia đình của người Việt Nam của mình một tháng đó, người lao động, người dân nó là bao nhiêu phần trăm ấy, rồi ở Mỹ là bao nhiêu phần trăm, ở Pháp là bao nhiêu phần trăm, ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là ở châu Âu thì người ta chiếm khoảng chừng 8-10%, nhưng mà ở Việt Nam của mình là chiếm bao nhiêu phần trăm cái tiền xăng đó trong cái tổng chi tiêu. Rồi ví dụ như là chi tiêu của các cái hình thức chi tiêu khác nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Chứ đó là mới là một phần thôi, là bao nhiêu phần trăm. Còn cái thứ hai là chất lượng nữa. Ví dụ như mình nói là ở Việt Nam mình chi hết 50% cái thu nhập cho cái chuyện ăn uống rồi. Rồi ví dụ như là ở các nước phát triển người ta chi chỉ chừng 20-30% thôi. Nhưng mà 20-30% đó với cái chất lượng là bao nhiêu, rồi với cái số lượng là bao nhiêu, thì cái đó là ở một cái bước thứ hai. Bước đầu tiên là mình chỉ nhìn vô là cái tỷ trọng thôi là nó đã có cái sự khác nhau rồi. Và mình nhìn luôn vô nữa cái chi tiết hơn là cũng cái tỷ lệ đó, nhưng mà cái chất lượng và cái số lượng nó là bao nhiêu. Lúc đó thì mới là so sánh được. Và cái thông tin cuối cùng đó chính là cái mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng ha, trong những cái ngày đầu tháng 6 của năm 2022 ở Việt Nam mình, thì các ngân hàng đã bắt đầu thương mại đó, rục rịch bắt đầu tăng lãi suất tiền gửi rồi ha. Thì đấy là cái áp lực cạnh tranh với các cái hình thức đầu tư khác, rồi cũng như là cái xu hướng tâm lý lo ngại về về lạm phát của người dân. Bây giờ thì mình chuyển sang phần tin quốc tế, bắt đầu với Mỹ. Thì tín hiệu vui từ Mỹ đó là cái tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống và thấp nhất ở cái mức là 3,5%. Thì cái mức này nó ở cái mức là gần như là giống như là trước khi mà cái đại dịch Covid xảy ra. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực bởi vì cái việc làm ở Mỹ nó tăng. Và có trước đây thì đối với Mỹ đó, kinh tế Mỹ họ rất là quan trọng, về chính phủ cũng như là ngân hàng trung ương, người ta rất là quan tâm đến cái tỷ lệ thất nghiệp. Người ta luôn muốn đạt đến một cái tỷ lệ thất nghiệp gọi là tỷ lệ thất nghiệp toàn dụng. Có nghĩa là cái tỷ lệ thất nghiệp tối ưu đó, nghĩa trong một nền kinh tế nào bất kỳ cũng phải có một cái tỷ lệ thất nghiệp nhất định, và cái tỷ lệ đó nó đạt đến cái mức tối ưu. Tuy nhiên gần đây thì đấy, kinh tế Mỹ phải quan một cái sự ưu tiên hơn so với cái việc làm, đó chính là cái việc lạm phát ha. Về kinh tế Nhật thì cũng một cái tín hiệu vui luôn khi mà thông tin mới ra cho thấy rằng các cái chỉ số trong cái ngành dịch vụ của Nhật Bản đó tăng
Tăng và nó thể hiện một cái sentiment, một cái cảm nhận về 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 kinh tế tốt hơn ha. Khi mà đấy cái COVID ở Nhật đó giảm nhiều ha, không còn cái các cái biện pháp phong tỏa nữa đấy, rồi mặc dù là cái lạm phát ở áp lực ở Nhật, nhưng mà việc mà chính phủ Nhật tiếp tục thực hiện cái chính sách tiền tệ mở rộng đó, có nghĩa là hỗ trợ cho nền kinh tế, cũng như là đấy những cái hoạt động tăng lên trở lại của cái ngành dịch vụ, cũng là một cái tín hiệu tốt để cho thấy rằng là kinh tế Nhật có thể chậm lại nhưng mà nó vẫn còn tăng trưởng. Liên quan đến kinh tế Mỹ thì đấy thì có cái chuyện mà tăng lãi suất thì đấy thông tin đã biết rồi, tháng 6 tháng 7 tới thì khả năng sẽ tăng là 0.5% nữa trong 2 lần tới, và đến tháng 9 thì không biết là chắc chắn là sẽ tăng tiếp đó, nhưng mà vấn đề là sẽ tăng là bao nhiêu thôi. Nhiều khả năng là đến cuối năm sẽ phải đạt được cái mục tiêu là đấy trong cái khoảng từ 2,5% và có thể lên đến 3%. Thông tin tiếp theo đó là các cái quỹ đầu tư mạo hiểm, các quỹ đầu tư gọi là mạo hiểm, không phải mạo hiểm mà gọi là phòng ngừa phòng vệ đó, gọi là hedge fund ha. Các cái hedge fund thì năm nay te tua, từ đầu năm đến giờ thì te tua rất là nhiều quỹ bị lỗ từ mức là 30%, và có những quỹ lỗ đến 60% ha. Ví dụ như cái quỹ Global Tiger đó, quỹ con cọp đó, quỹ con cọp nổi tiếng đó, thì cũng đã lỗ 50 mấy% rồi tính từ đầu năm đến giờ. Tuy nhiên mình không có nhìn vô cái việc lỗ các quỹ trong ngắn hạn, mà mình đánh giá cái performance của họ nha các bạn. Thật ra thì đấy là cái giai đoạn mà thị trường khó khăn rồi, họ họ có những cái cú cá cược, họ có thể thua đấy một hai vụ gì đó, hoặc là một hai thời điểm gì đó, nhưng mà về dài hạn thì họ vẫn thắng. Cho nên là cách nhìn ở một cái performance là mình phải nhìn ở cái dài hạn. Về giá dầu thì ngày hôm qua giá dầu có giảm nhẹ ha, bởi vì thông tin là đấy Ả Rập, Saudi và các cái nước OPEC cộng đó sẽ có một cái thông tin thỏa thuận là sẽ tăng cái sản lượng lên, và sắp tới thì Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đi thăm Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, để mà bàn về cái việc tăng lượng cung dầu để mà ứng phó lại cái việc mà cấm vận dầu từ Nga. Về kinh tế Trung Quốc thì đấy hôm nay thì Phó Thủ tướng của Trung Quốc vẫn tiếp tục đấy khẳng định là Trung Quốc sẽ Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các cái chính sách tiền tệ cẩn trọng, mà theo cái xu hướng là sẽ hỗ trợ cái nền kinh tế để mà giữ cái đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà Trung Quốc mà chỉ cần tăng trưởng chậm lại và có cái vào cái gọi là cái khó khăn thì rất là lớn, bởi vì cái nền kinh tế, quy mô nền kinh tế nội địa của Trung Quốc rất là lớn ha. Trung Quốc có thể là không, đấy cũng có cái ảnh hưởng nhiều đến thế giới, nhưng mà ở một cái quy mô nào đó thì là cái nền kinh tế Trung Quốc nó có thể tự gọi là nôm na là đấy, gọi là nền kinh tế Trung Quốc nó có thể tự tự quyết được, bởi vì cái lượng cái thị trường trong nước của nó rất là lớn, mà nếu mà nó duy trì không được thì cái khả năng rất là khó khăn, đặc biệt là các cái sự bất ổn về về chính trị. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Bản tin Kinh Tài Radio ngày thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và xin nhắc lại các bạn là trong cái chương trình On Mic tối thứ bảy tối ngày mai lúc 8 giờ đó, thì là chủ đề tuần này sẽ nói về cái chuyện mà đầu tư crypto ha. Tại vì có rất là nhiều bạn hôm rồi là đầu tư là bị khô máu luôn, đầu tư khô máu trên thị trường crypto, bởi vì các bạn không có một cái kế hoạch đúng, cũng không phân biệt được các cái loại coin nó khác nhau như thế nào, kể cả là cái cách thức mà mua bán ở trên các sàn như thế nào. Thì hy vọng rằng là trong cái On Mic tối ngày mai thì Trang Góc Già và một số bạn khác sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức về cái việc mà giao dịch mua bán các cái đồng coin ở trên các cái sàn sàn crypto. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, và chúc các bạn cuối tuần vui. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Chào các bạn.